mang đậm hơi thở của đời sống chính trị, xã hội, khắc họa bức tranh kinh tế sinh động. Mang chân dung văn hóa phong phú đa dạng của miền Trung và Tây Nguyên. VTV8 tự hào song hành cùng miền đất đầy ký ức và khát vọng, nằm giữa hai đầu đất nước. Hãy cùng VTV8 chia sẻ cảm xúc về những khoảnh khắc đáng nhớ với miền Trung Tây Nguyên trong sâu thẳm một quá khứ hào hùng giữa ba bộn bề lo toan hiện tại và giấc mơ hướng đến tương lai. Kênh truyền hình quốc gia khu vực miền Trung Tây Nguyên, tiếng nói của người miền Trung Tây Nguyên, trách nhiệm vinh danh và sứ mệnh cao cả của người miền Trung Tây Nguyên. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau, sức mạnh của thời sự nằm ở chỗ, nó được cập nhật hàng giờ, hàng ngày. Ở mưa to đến nước to, và nước sông thì đang lên nhanh. Những con sóng lớn liên tục đập vào đất liền. Thì bắt đầu mở cửa để đón các tàu vào trú tránh bão. Một lượng đất đá lớn đã bị cuộn trôi. Nhắc nhở thường xuyên để mọi người không quên, để những điều tốt đẹp được khắc sâu. Cùng nhau chia sẻ tấm lòng của mình với miền Nam, với tinh thần là thế yêu miền Nam. Chúng ta hãy cố lên và vượt qua bình dịch này. Sài Gòn cố lên, Sài Gòn cố lên. Những vấn đề tồn đọng được thúc giục cần phải giải quyết. Khu vực thắt đắng này toàn bộ là ô nhiễm môi trường. Để làm được điều ấy, để bản tin được lên sóng 365 ngày một năm, chính xác và kịp thời, cần một đội quân. Một đội quân biên chế phù hợp, kỷ luật, cơ động, kịp thời và chính xác. Để đảm bảo cho dù có chuyện gì xảy ra, thì do đó bản tin cũng sẽ được lên sóng. 365 ngày với những mệnh lệnh thường trực, tình hình bão lũ đang diễn ra phức tạp, yêu cầu đảm bảo sẵn sàng 100% quân số. Hay Covid-19 diễn biến khó lường, đề nghị các vị trí trực chiến ba tại chỗ, đảm bảo các bản tin không đứt gãy, bằng mọi giá phải lên sóng. VTV8 tác nghiệp trong điều kiện khó khăn trong một năm qua như thế, nhưng ngoài tin tức đã có rất nhiều chương trình chính luận ấn tượng tác động tích cực đến xã hội. Phát hiện và điều tra, bảo vệ rừng, công lý mở, đại biểu và cử tri. Phim tài liệu VTV8, đứa con sinh ra và được nuôi dưỡng bởi lịch sử nhiều biến động và thiên nhiên khốc liệt của nắng gió miền Trung và đại ngàn Tây Nguyên. Vùng đất lịch sử đi qua chiến tranh ác liệt, vất vả hồi sinh sau chiến tranh, năng động trong tiến trình đổi mới. Miền Trung từ lâu nay là mảnh đất của phim tài liệu. VTV8 thế mạnh truyền thống về phim tài liệu, bám sát hiện thực cuộc sống. Một năm qua, phim tài liệu VTV8 luôn mang đến câu chuyện thú vị, giàu chất triết lý và đầy ắp hương vị cuộc sống. Đi ra xa xa kìa, đã bắt đầu đi sang anh ạ. VTV8 xác định là một kênh của vùng, không phải kênh chuyên biệt cho một nhu cầu. Một vùng thì không thể xem mãi chính luận, cũng không chỉ toàn xem giải trí. Bởi vậy, bên cạnh những chương trình chính luận đặc sắc, VTV8 phát triển các chương trình giải trí mang dấu ấn đặc sắc văn hóa miền Trung Tây Nguyên. Chuyến đi là một hành trình với nhiều điều bất ngờ và thú vị. Các chương trình giải trí của VTV8 được sản xuất trong điều kiện dịch bệnh và thiên tai, phải dừng phần lớn các hoạt động văn hóa giải trí. Dừng là một lựa chọn dễ dàng, còn chấp nhận thử thách để tiếp tục sản xuất là một lựa chọn không dễ dàng, nhưng sẽ đem đến nhiều hy vọng hơn. Kết quả, nhiều chương trình đã khắc phục được khó khăn, sản xuất an toàn, thành công lên sóng, đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả. Bước sang năm 2022, VTV8 có nhiều thay đổi, mang tính chuyển mình mạnh mẽ, lạc quan. Điều trước tiên là làm tươi mới hệ thống bản tin. Nóng cùng V8, một chương trình đã có lượng khán giả đông đảo, tiếp tục thay đổi cả bình mới lẫn rượu mới, thay đổi cách thức thể hiện, đưa tin nóng có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm. Cà phê 8 cũng là thông tin nhưng là đưa tin một cách nhẹ nhàng, mang hơi hướng văn hóa nghệ thuật. 8 cùng bạn, bạn cùng 8 cũng là đưa tin nhưng đưa tin một cách hài hước, dí dỏm, hướng tới các nền tảng mạng xã hội.
bạn bốc đầu xe ngay giữa đường. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Không phải là chị em mình nhiều chuyện, mà tại vì là cuộc đời quá nhiều chuyện. Thông tin vẫn là cái lõi, nhưng ở VTV8, chúng tôi có nhiều bộ quần áo để thay cho nó, để phù hợp hơn khi làm bạn với từng đối tượng khán giả, để người trẻ đến người già ở miền Trung Tây Nguyên đều có thể tiếp nhận những thông tin cần thiết cho cuộc sống của mình. Cuộc đời là một hành trình lớn, được kết nối bằng những chuyến đi. Đó là khởi điểm chúng ta ý thức được niềm khát khao được vùng vẫy, được vươn tay chạm vào và khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Những chuyến đi đã đưa ta đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới và trải nghiệm những cảm xúc mới. Những điều tươi đẹp của cuộc sống trong mỗi hành trình được nuôi dưỡng và gắn bó sâu đậm vào máu thịt. Đó là tình yêu để lại sau mỗi chuyến đi dài của phóng viên VTV8. VTV8 là một kênh dừng chân trên một vùng đất địa bàn rộng lớn từ miền Trung đến Tây Nguyên. Để chọn đặc trưng cho kênh, chúng tôi lựa chọn đặc trưng vùng miền để dấu ấn vùng miền hàng lên kênh. Để VTV8 là kênh truyền hình mà mỗi người dân miền Trung Tây Nguyên đều thấy thấp thoáng bóng hình mình ở đó. Là kênh truyền hình mà những người con miền Trung Tây Nguyên xa quê tìm xem khi ngóng tin người thân quê nhà. Với VTV8, chúng tôi xác định mình không phải là kênh truyền hình của một lĩnh vực. Chúng tôi là tiếng nói của một cộng đồng.